ở trong nó điện ra hả anh? Là ra hai nhà, ra hai nhà. Rồi thầy đi lên rồi. Lên là. Ồ. Mở điện thành à? Là mở điện. Mới điện tức thì lên cho anh luôn hả? Mở điện á. Mở điện đây là ngờ. À. Là thầy không đi ra đây đúng không? Là đi dưới rồi, đi đường dưới rồi. À đi đường kia, đường dưới kia. Dưới lên lại rồi. Ồ. Vậy vậy là ngày hôm nay là thầy không ra đây rồi. Giờ là về, bắt đầu về, bắt đầu mọi người là rạn rác là về. Trong đó có đông nhà không anh? Đông chứ, trong đó tên 50 cả trăm hộ đó. Cả trăm hộ đó. Ô, cả trăm hộ trong đó thì thầy cả trăm hộ thì mà thầy mà đi khất thực hết lượt thì chắc phải mấy tháng. Cứ ngày mà đi một hộ, hai hộ là cũng lâu lắm á. Ngày hai hộ, 10 ngày 20 hộ. Ngờ, ngốc nữa. Ồ, vậy thì coi như mọi người tốt nhất là không nên tập trung ở đây nữa được. À. Sợ tập trung đông quá là thầy không dám ra đây. Bây giờ là 7:20 rồi cả nhà. À, thì cũng có thông tin là thầy đi khất thực ở phía trong rồi. À, vào hai hộ đủ đồ ăn khất thực rồi. Là giờ là thầy thọ thực thôi. À, mấy cô đang băng đường qua bên chốt này. Không biết là đi vô hay là đi đâu. À, nói chung là chốt như thế này thì không ai mà lọt được vào phía bên trong đâu. À, chốt rất là nghiêm ngặt mà. Ở trong kia cũng đang có chốt nữa, ngoài đây chốt ngoài, rồi trong là chốt rừng trong nữa. Đó, để đảm bảo an toàn hết sức có thể cho thầy đi khất thực. À, thì mong rằng là mọi người biết được cái thông tin như thế này thì mọi người giải tán để đi về. Nói chung là trong buổi sáng ngày hôm nay là chỉ có vậy thôi đó cả nhà. À. Thì một buổi sáng á, thì thầy chỉ đi khất thực 1-2 nhà. Khi mà đủ đồ ăn khất thực là thầy sẽ thọ thực và thầy thiền định. À. À, cả nhà thấy không? Rất nhiều quý cô chú anh chị đang ngồi chờ rất là đông. Thì như cái video trước thì cả nhà cũng được biết là một vợ chồng người Mỹ lặn lội từ bên Mỹ về, mong muốn là sẽ gặp được thầy Minh Tuệ một lần, nhưng mà đi từ Gia Lai đã lên Gia Lai rồi giờ về Nha Trang cũng chưa có gặp được. Cô chú anh chị thì tập trung ở đây cũng khá là đông, nhưng mà chưa tài nào mà gặp được này. À.
con chào cô. Chào. Cô chú đi mấy lần rồi? Hai lần. Hai lần hả? Là mình người ở đâu? Ngoài giờ chút lát. Cách đây xa không chú? Đây 50 cây. Cảm ơn cô chú nha. Đây 50 cây à? 50 cây. Là ngày hôm qua với ngày nay. Ủa, nếu như mà mình chưa gặp được thầy, mình có đi tiếp không? Đi tiếp, vẫn đi tiếp. Đi gặp thầy thôi. Đi chừng nào gặp bằng được thì thôi. Dạ là ngày nào cũng đi hả? Hôm trước thì Gia Lai mà cũng lên Gia Lai mà không gặp nè. Ờ. À, thầy gặp thầy đi phải đi á. Chú lên Gia Lai mấy ngày, ở mấy ngày trên Gia Lai? Đêm xong lên Măng Đen. Vậy là mình chưa có duyên rồi. Chưa có duyên. Không có nhiều người cũng vậy, gặp thầy chắc là khó. Ở Gia Lai thầy đi 10 ngày mà. Mười ngày thông á. Hỏi thăm nhà, hỏi vua, hỏi dân làng, dân Gia Lai vậy là không có gặp mà mình ở dưới này mình lâu gặp được. Ờ. Còn đám người ta không gặp được là khi mình dưới này mình lên chợ gặp. Mong muốn của cô chú gặp thầy Minh Tuệ là cái mong muốn, cái điều gì? Trong lòng nó là thoải mái. Không đến đây mà không gặp thầy Minh Tuệ bắn tới là chán giờ quen giờ là có mong. Bắn tới là con người nó cũng vui vẻ thoải mái. Thoải mái. Vậy là mình tới đây không gặp rồi là mình lại về nhà. Đã chạy 50 km lại về nhà. Đúng rồi. Rồi sáng mai là cô chú tới mấy lúc mấy giờ? 4 giờ, 4 5 giờ vậy. Ồ. Sáng là đi rồi, 4 giờ đã vô đây, 4 giờ, 5 giờ mấy. 5 giờ mấy là vô tới đây rồi. Đi 5 giờ à? 5 giờ 15. Nếu như mà thầy mà tính là đi mà ngày quen là tính là 3 giờ đi. Cứ quên có 4 giờ rồi đặt đi. Là nghĩa là thầy đi sớm vô sợ trễ không nhưng mà vô thấy con chưa cái gì rồi. Để không à. Đứa con ngủ chập chân là nó để bê về đây mà cuối cùng đi chập chân hầu ngủ quên. À, thì, quên 4 giờ mới đi. Thì thầy con nghe nói là thầy đã đi khất thực hai nhà ở trong kia xong rồi, đủ đồ ăn khất thực rồi là thầy đi ngược lên rồi. À, dạ, sáng nay. Thì mới người ở trong đó là gọi điện ra. Là thầy đã khất thực hai hộ. Là đủ đồ ăn khất thực thầy lại đi lên rồi. Em gặp sư chưa? Dạ. Em gặp sư thầy chưa? Con hả? Con đi với thầy cả tháng thì ngày nào cũng gặp rồi. Thì giờ mà thầy không ra nữa là giờ lại bắt đầu đi về lại. Về. Giờ 7 giờ thôi chứ không đâu có được hả? Nhưng mình đi vậy mình không gặp được mình có buồn không? Không, cũng vui vẻ. Chứ thấy cái hơi của thầy vậy. Từ đó hơi thầy bên đây là thấy cũng là thấy thoải mái rồi. Theo như cô chú thì đến thầy là thầy cái hạnh của thầy. Yeah. Theo như cô chú thì đến giờ này là thầy Minh Tuệ mang lại được những cái lợi ích gì cho xã hội? Rất là lợi ích, rất là lợi ích từ những người buôn bán, những người mà không giữ này cái nặng người ta cũng theo cái hạnh của thầy để bớt tâm bớt xong chuyện bớt mà nói là từ từ thời từ lao đầu đây là tất cả cái gì luôn chịu què đồng là hết què đồng bên này què đồng hết luôn người không cùng xong chi không cùng xong giận không cùng tham lam không cùng ích kỷ được cái nợ là để biết cái hạnh của thầy bây giờ làm cái gì làm cái gì bây giờ ví dụ mình đói cả ngày mình ăn một bữa cũng được không thầy mình tệ cái ông ăn cái bữa mà ông cũng sống biết bao nhiêu năm đây sao mình vẫn không có gì tội không có gì lỗi cái lệ ăn na ăn đồ không ăn uống gì rồi đúng không mình nghĩ chỉ nghĩ thầy mình tệ thôi thầy sống sáu mươi năm nay thầy ngủ ngồi ra đi đâu thầy ăn một ngày một bữa ra mình thầy cũng vẫn kém ảnh bình thường là mình cái gì đâu mình ham ăn uống mà đó bình thường như trước đây mà khi mà thầy Minh Tuệ chưa xuất hiện rộng rãi ở trên cộng đồng á thì theo chú nghĩ là mình có nhận ra được đâu là chánh pháp đâu là tà pháp có chứ thì bây giờ đó là chánh pháp là thời đó còn tà pháp là mấy bây giờ mình mới hiểu nhiều mình hiểu nhiều mới hiểu nhiều dạ thời gian thì mới hiểu nhiều mình cũng tu à Phật tử á Phật tử không bán ăn tưởng nhưng mà mình giảm bớt cái đề mình cũng là cũng có bằng về chùa thì mình tới thì nói chung là mình đến chùa thì mình lễ Phật mà, dạ mình lễ Phật mà, thì Phật ở chùa nào cũng giống chùa nào hết, thì cũng là Phật thôi, dạ, chứ không nhất thiết là coi như phải đến chùa này chùa kia, chùa nào cũng là Phật cả. Dạ. Bây giờ chồng chú là nói chung là chùa lắm á, lòng chồng còn vợ luôn á.
trước kia mình có cúng dường nhiều không? Ngồi gỡ về đại diện đi cúng vậy. Cũng mấy tỉnh thất nhiều. Nhưng nhất là những Vu Lan hay là Tết. Dạ. Có bà chị bà Phật tử bên đó. Và gỡ về là cho vợ chồng đi cúng. Mười mấy cái á. Vu Lan. Cái hồng xưa hai vợ chồng cái này mình cũng làm một mấy năm rồi. Bây giờ mình mới biết là mình coi ở kia mình đến tìm ông mình thầy mà thầy mấy cái chùa lớn nó tìm ổng vô tìm ông thống gì không đâu. Khó lắm. Ở bên đây mình thấy bình thường. Lại về đó. Mơ đẹp chứ. Hả? 200 xuống rồi. Trời là khen ai không khen là khen hai vợ chồng người ta đẹp đôi. Người ta đã sống bao nhiêu chục năm rồi. Không đẹp đôi sao sống bây giờ đúng chú? Đã mấy chục năm rồi. Rồi con cũng cảm ơn cô chú ha. Giờ thì mong cô... ngày gặp được thầy là thoải mái chứ không? Dạ. Mới đi hai ngày không gặp thầy mà cũng bất lắm là thoải mái chứ không? Dạ rồi. Mấy em mấy cô mới hiểu được là ngài. Dạ. Chứ còn nếu mà không có tức bơ là mấy em mình không hiểu. Vâng. Đúng giờ các anh em tức bơ. Dạ. Thì cũng mong là bước chân của ngài mà cũng nhờ chị làm chúng sanh hoặc là cũng có hiểu được. Vâng, thì nói chung là cũng mong rằng là cái sự lan tỏa cái đức hạnh từ bi của ngài lan tỏa khắp thế giới để cho mọi người có thể là coi như gần gũi nhau hơn. Gần gũi nhau hơn. Như trước đây thì có thể là lao theo cái tiền tài vật chất. Đấy, nhưng mà khi mà theo dõi được ngài á thì mình đặt cái tình cảm rồi cái lòng từ bi lên hàng đầu. Dạ đúng rồi. Rồi con cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. Dạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú. Thì theo như nói chung vừa mới nhận được thì thầy cũng đã khất thực đủ đồ ăn khất thực rồi. Nhưng mà cô chú cũng đang muốn nán lại một chút. Rồi giờ cô chú về ha. Rồi sáng mai là cái như lại tới ha. Dạ. Thì mong rằng là vâng, mong rằng là đủ duyên gặp được thầy ha. Dạ. Đó cả nhà. Nói chung là mọi người mà cứ đi như vậy, cứ ấy như vậy cũng khá là tội cho Phật tử khi mà không gặp được thầy. Vâng, thì đến bây giờ thì Phật tử cũng đã biết được cái thông tin thầy không ra ngoài đây. Thì mọi người cũng đã về gần hết rồi đó cả nhà. Thì mong rằng mọi người sẽ cũng đủ duyên gặp được thầy một lần để cho tọa nguyện nha cả nhà. Còn nếu ai mà không gặp được thì chúng ta có thể là theo dõi trên màn hình và học theo cái đức hạnh tốt của ngài để lan tỏa cái lòng từ bi nha cả nhà. Thì Thành Trung cũng xin tạm dừng cái video ở đây ha. Hẹn cả nhà mình vào những cái video sau của Thành Trung. Vâng, thì hiện tại bây giờ trên kênh của Thành Trung đang bán 3 loại sản phẩm rất tốt và bổ dưỡng cho sức khỏe nha cả nhà. Thì đây là nước sâm ngọc linh. Thì nước sâm ngọc linh thì cả nhà cũng biết rất là tốt, sâm ngọc linh là rất là tốt rồi đúng không ạ? Đây là chiết xuất ra từ củ sâm ngọc linh. Và cái này thì người già và trẻ em sử dụng rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Phù hợp với làm quà tặng biếu. Và một loại sản phẩm nữa đây là tinh bột sâm. Đây nha cả nhà, tinh bột sâm. Cái này là hỗ trợ chức năng gan, giải độc, phục hồi tổn thương gan, chống trầm cảm, âu lo căng thẳng, ngăn chặn tai biến đột quỵ, phục hồi trí nhớ, tăng cường sinh lý nam nữ, cải thiện suy nhược cơ thể, vấn đề về thận, đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện lắt nhắt, và hỗ trợ tốt cho tim mạch và dạ dày. Thì đây là cái bột hồng sâm. Và một loại nữa thì cũng rất là tốt, đó là gừng đen nha cả nhà, ngâm mật ong. Thì Thành Trung sẽ đọc cái công dụng cho cả nhà mình được nắm bắt ha.
Cái công dụng của gừng đen ngâm mật ong là hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ chữa đau họng, viêm xoang, trị đau nhức đầu, điều trị mất ngủ hiệu quả, hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Thì cả nhà mình có nhu cầu dùng những cái sản phẩm như thế này thì gọi điện số ở trên màn hình ủng hộ cho Thành Trung nha. Thành Trung xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.